Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùa Đào, mình biên tàu lao chào bạn đào Trần Hoàng Đại Lâm Bao Tali. Đây là kèo hẹn tại Thánh Địa Gò Sòi, 704/6, Hương Lô 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Sang Phan Rang 7m thôi, sang Phan Rang chỉ có 7m thôi nha các bạn. 1 cây. Còn bên kia là Trầm Dên, Tài Nhỏ, Xỉnh Xỉnh và Chuối Bình Dương. 4 cao thủ đầu dò tự do. Bên kia là Liêm, là Sát, nói chung là Sát lưới và Sát hàng rào, nói chung là mênh mông và mênh mông nha các bạn. Kèo này trước đây Sang Phan Rang nó từng gặp nhau tại sinh sân Thuận Lợi, phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai rồi nha. Còn hiện tại bây giờ là sân Gò Sòi 704/6, Hương Lộ 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đang vô hàng và vô hàng các bạn ơi. Đang vô hàng và vô hàng nha các bạn. Đang vô hàng và vô hàng Lip Pro và Lip Pro, chai nóng và chai lạnh, 135.000 một chai, chai đau mỏi vai gáy 145.000 chai. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều. Đây là chai lạnh các bạn dùng để chữa trị chấn thương tức thì, ta muốn làm tiếp tục thi đấu nha. Còn đây là chai xoa bóp đau mỏi vai gáy, rất tiện lợi cho những người lớn tuổi đau mỏi vai gáy, đủ thứ các kiểu nha. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều. Sao sáng nào comment chửi hay lắm. Xích vô mà Nhi, dính đầu Nhi. Nhi, lui sau xích ra cái Nhi. Tỷ số là 0-0. Trận đấu bắt đầu nha các bạn. Đây là kèo hẹn của Sang Phan Rang. Bên kia là bốn em Đại Dương Mênh Mông và Mênh Mông. Đại Dương Mênh Mông và Mênh Mông nha các bạn. Đại Dương Mênh Mông và Mênh Mông. Mình mong qua cách luôn à. Tài nhỏ 1 cây. Ôi xin lỗi bạn, Sang Phan Rang 1 cây. Tài nhỏ Xỉnh Xỉnh, Chuối Bình Dương, Trầm Dên, đầu dò tự do. Các bạn hãy chờ xem nha, trên kênh YouTube của Đại Lâm nha. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều, trên kênh YouTube của Đại Lâm nha. Sang Phan Rang chỉ có 7m thôi, bỏ 2m trên. Đang tiếc cho Sang Phan Rang đến bóng ra ngoài. Cái bóng pha bóng vừa rồi nha các bạn. Đang tiếc cho Sang Phan Rang. Đang vô hàng và vô hàng nha. Ai đắc sáu? Một đều. Kèo này có thể hai bên rất căng, rất căng các bạn à. Một đều, mui mui. Bên kia là sân Đại Dương Mênh Mông, tới ba bên dích lưới dích tường luôn nha các bạn. Sang qua đang thoải mái. Bên bốn bên kia thì có thể nói là bốn cao thủ rất ghê gớm, quá mạnh, đẳng cấp hiện tại bây giờ của miền Nam. Đẳng cấp pha bóng rồi của Chuối Bình Dương, quá đẳng cấp của Chuối Bình Dương. Quá hay, thật sự một pha của bóng quá hay gì của Sang Phan Rang. Độ lì lợm của Sang Phan Rang có nha các bạn. Lại là Sang Phan Rang. Kèo banh này nó té dập trái tim luôn. Đẳng cấp. Bên kia là Xỉnh Xỉnh đứng trên và Chuối Bình Dương, Trầm Dên và Tài Nhỏ thủ dưới. 3-1 đang nghiêng về cho bộ bóng. Cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Cáp kèo và cáp kèo. Sang Phan Rang chỉ có tẹt ga, thoải mái tẹt ga thôi. Lên đầu lưới rất khó chịu cho Chuối. Quá hay cho Sang Phan Rang. Pha phòng thủ quá tuyệt vời. Đẳng cấp của Chuối Bình Dương. 4-1. Cáp kèo và cáp kèo.
Các cầu thủ gặp nhau chỉ có hai từ: cáp kèo và cáp kèo. Tài nhỏ làm gì đây? Cái ngực của tài nhỏ của em, chuối Bình Dương. Lại là chuối Bình Dương đến bóng ra ngoài. 2-4. 2-4. Sang Phan Rang một mình chống lại bầy sói đang đói. Quả hay cho Sang Phan Rang. Quả hay cho Sang Phan Rang. 3-4. Đẳng cấp và bóng người của Sang Phan Rang. Ba bốn. 4-8. 4-4. Đây là cổ động viên nhiệt tình nhất cho Sabra là bộ đội Bulldog. Thẻ item bộ đội. Không thể đùa giỡn với San Fernando đâu các bạn à. Bên kia là đại dương mênh mông nha. Vách tường này, vách tường kia, đủ thứ các kiểu nha. Đẳng cấp vào bóng rồi của chuối Bình Dương. 5-4. Kèo này thật sự San Fernando chỉ có chống đỡ thôi các bạn à. Bên bộ 4 bên kia rất dày, rất đẳng cấp. Lộ gió đẳng cấp. Tại đó pha bóng là quá đẳng cấp cho Sabra. Các bạn thấy như thế nào? Hiện tại bây giờ Sabra đang chống lại bầy sói đang đói. Bầy sói đang đói giành giật từng miếng ăn. Có thể nói trận đấu này là kèo hạng cáp kèo và cáp kèo 5-5. Bên kia đại dương và mênh mông bầy sói đang đói. Đẳng cấp vào bóng rồi của chú Bình Dương. Thật sự bộ 4 tài nhỏ trầm dên xịn xịn chuối Bình Dương. Hiện tại là bộ 4 này có thể nói là gần như là cứng nhất của Sài Gòn hiện tại rồi các bạn à, miền Nam. Bộ 4 này gặp lại quá gay gắt. 6-5. Quá hay cho sao mà ra. 6-0. Rồi sút rồi. Rồi xa rồi, xin vô tú. Rộng mênh mông mà ngồi thoải mái. Ok. 6-0. Sút chút đang không đâu. Quá khó chịu. Quá hay. Đẳng cấp vào bóng cứu bóng gì rồi của San Fran. Không thể dễ dàng với San Fran. Dò gà cho San Fran. Đang tiếc vào bóng rồi cho San Fran. Kỳ vào vách tường các bạn à. Quá đáng tiếc cho San Fran. San Fran quá tức, quá tức vào bóng gì rồi. Trời đang đổ hạt mưa càng to rồi các bạn ơi, đang đổ hạt mưa càng to rồi. 7-6. Quá hay gì rồi cho Trầm Dên. Quá hay cho San Fran. Tại nó pha quá tuyệt vời cho San Fran. Quá hay cho San Fran. Bớt chỉ đang mạch là cái bu. Quá hay. Quá hay.
liên tục và liên tục. Quá hay. Có thể nói pha bóng này quá hay các bạn à. Chưa sao. Chết. Tám sáu đang nghiêng về cho mấy bóng, có thể nói nhiều pha bóng cú thua quá hay vừa rồi của Samara, nhưng bộ bóng bên kia rất đẳng cấp, quá đẳng cấp các bạn. 8-6 tiếp tục cuộc chơi. Quá ghê cho chuối các bạn ơi. Có thể nói kèo này chuối công lưới rất rác à, độ gặt bóng của chuối đi quá nhanh. 9-6 cáp kèo và cáp kèo. Quá ghê cho chuối. Lại là những cú mổ của chuối. 7 mét rộng lắm, như 9 mét là rộng lắm, 7 mét. Qua lưới là vô rồi. Đúng rồi. Anh thấy giặt gì mà phải giặt nặng nó mới rớt lại, còn giặt nhẹ cũng qua. Bữa hôm anh quánh với mày 5 mét mà anh đội còn nhẹ mà nó qua đây mà. Hôm nay 7 mét nó cao lắm. Sam Rang bị dẫn quá nhiều bàn, 4-5 bàn rồi. Bóng tốt. Ai đáng 20 nè. Sam Rang nói ai đáng hai có 20 chai nước suối nha các bạn. 70. 15 tới. Có thằng đây nó thua rồi, nó không có được ăn đâu. 70. Mù chính diện. Quá ghê cho mù chính diện. Cái chân của Trầm Dên quá hay. Có thể nói cái chân Trầm Dên quá hay. Đẳng cấp. Đẳng cấp trả đòn vừa rồi của Sang Ba Rang. 80. 80. Chắc nó thua kìa bạn này em rồi. Em thấy điểm yếu nhất rồi nó rồi. 80. Điểm yếu nhất rồi nó là đây nè. Quá hay. Quá hay. Quá hay. Có thể nói quá tuyệt vời cho Sam Farang. Những pha phòng thủ của mình quá hay. Lăn lộn tuyệt vời. Quá lăn lộn. Quá hay. Đang tiệc bông chung cây cột điện các bạn à. 3 pha 4 pha liên tiếp quá hay. 11-8. 1 bầy sói đang đói, đang chờ cắn xe thịt của Sam Farang. 1 bầy sói đang đói. Đây là Sam Farang đang lạc lõng giữa rừng hoang. Sam Farang rất tự tin, mặc dù bị gác 11-8 nha các bạn. Sam Farang rất tự tin. Đấy là cuộc chiến Samurai. Ok tinh thần của Samurai. Rồi. Quyền thoại ba đĩa đang vô hàng và vô hàng nha các bạn. Ba đĩa quyền thoại đang vô hàng và vô hàng. Đang bà. Đang vô hàng bà, vô hàng các bạn ơi. Rồi, mở máy. Mở máy. Rồi. Rồi, bên kia đang bà, mở máy. 8-11 thôi, 11-8 thôi. Cũng khó dễ đấy. Cũng khó dễ đấy, xa xa khó chết. 9-11. Tới công chuyện với Sam Farang rồi. Tới công chuyện rồi.
sống hoàng của bạn với tao. Không hoàng rồi. 10, 12, 10, xin lỗi, 9, 11, 9, 11, các bạn, râm buôn, đập môi. Lát luôn. Quá hay. Tiếp tục. Ôi con. Quá hay cái chân của Tài các bạn ạ. Có thể nói một pha bóng rồi, cái chân của Tài quá hay. Có thể chui một pha chớp. Một pha chớp nhón vừa rồi. Một pha chớp nhón vừa rồi. Quá hay của chui. 12-9. 12-9. Thật sự kèo hạng của Sambaran và Tài Nhỏ luôn luôn hấp dẫn, rất nóng nha các bạn. Kèo hạng, cáp kèo và cáp kèo. Tài Nhỏ cái chân rồi quá hay các bạn. Thật sự pha cú bóng rồi của Tài Nhỏ, đẳng cấp của Tài Nhỏ cái chân vừa rồi. Lại là chui. Một pha gặt cái đầu của chui rồi, quá hay. 13-9. Mưa rồi. Mưa tới rồi các bạn. 13-9. Quá hay chơi chân của chú gì rồi. Quá hay. Mưa to luôn rồi các bạn ơi. Lại là chui lên bông cồng lơi. Mưa to rồi. Khán giả đang đổ chạy rồi các bạn ơi. 10-13. 10-13. 15 tới các bạn. 10-13 rồi. 10-13. Ra chỗ đánh bộ đội. 10-13. Cái gì? Không có đâu, đại vậy chứ cái gì? Đúng rồi, sao 10-13. Đẳng cấp. 11-13. Một pha phát bóng quá hay gì rồi của Sabran. Có thể nói một pha quá đẳng cấp rồi của Sabran các bạn ạ. Một pha quá hay. Trận đấu đang trở nên rất hay, rất hấp dẫn rồi các bạn. Mười một mười ba. Đúng giờ mặt kiên. 11-13. Giò gà. Quá hay cho Tài Nhỏ. 12-13. 12-13. Có thể nói trận đấu này bên nào thắng bên nào thua cũng được nha các bạn. Nhưng thật sự cũng phải nói là đẳng cấp của các cầu thủ gặp nhau, một trận đấu quá tuyệt vời, quá mãn nhãn các bạn à. Sambaran 7m đích. Còn bên kia là đại dương mênh mông. Bốn cầu thủ nhà Tài Nhỏ trầm trên xanh xanh và chui. 12-13. Mưa to rồi các bạn ơi. 12-13. Thấy kêu thỏa mắt kính. Ok. Kính cung cấp cái này các bạn ơi. Thỏa mắt kính cung cấp rồi. Trận đấu quá hay. Chạy vô trong đi. Càng to càng hơn thế. Đại Lâm đang nán lại trận banh này các bạn ơi. Quá hay các bạn ơi. Mưa to rồi. Quá to rồi các bạn ơi. Quá to rồi các bạn ơi. Các bạn hãy chờ xem như thế nào nha các bạn ơi. Quá to rồi. Có thể nói trận đấu như thế nào các bạn ơi.